Xin chào tất cả anh em ha. Đây mới về lô phôi mai vàng, hàng cũng khá đẹp anh em. Này bán giá rẻ cho anh em về chơi ha. Rồi cây mã số E1. Quá trời đế luôn anh em ơi. Để chào ba lữ luôn anh em ơi. Đó. Rồi, nó hoành đi em. Nói chung cây cũng khá là bự lắm nha. To cổ ghế chỗ đó. Bao nhiêu? Hoành chỗ đó nhiêu? Hoành 39. 39 hoành. Đó, nồi chiều đế. Cao luôn. Nguyên nồi đế chắc cỡ mét rưỡi không? Mét rưỡi. Mét rưỡi anh em ơi, nồi đế mét rưỡi nha. Cao là 52. Cao 52. Rồi cái này giao lưu với anh em là để cho anh em là 2 triệu rưỡi thôi anh em ơi. Nói chung là quá rẻ luôn, 2 triệu rưỡi bao ship tặng nhà E1. Đây luôn nè. Để đó đi. Nó nặng á. Ừ. E2. Đó, hàng cũng khủng rồi nè. Rồi đó hoành đi em. Đây mấy chung mấy cái này hàng này để rẻ cho anh em chơi anh em ơi. Mình là 31. Rồi mã số E2. Rồi để cho anh em 800k thôi, bao ship tặng nhà. Để chính xác nó nhổng lên chút xíu. Qua tiếp nữa. Em ba 800k. Ừ thấy vô lọt. Đó, E4. Hàng tuyệt đỉnh nha anh em. Đó, cúc cành điều gan. Đó, khá đẹp. E4. Thôi đủ hoành đi. 26 hoành chiều cao. Chiều cao 1m2. Chiều cao 1m2. Rồi mã số E3. Rồi cái này giao lưu với anh em 1,5 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. E3 1,5 triệu. Cây từ từ đi không sao đâu. Tiếp theo là cây mã số E4. Cây quái thú luôn anh em ơi, hàng khủng luôn đó. Nói chung này cũng bán rẻ cho anh em để anh em về chơi đó. Cây nói chung mấy cái mai là bự lắm nha anh em. Hoành là 41. Hoành 41. Chiều cao. Chiều cao 98. Rồi E4. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1,6 triệu thôi. Nói chung là để rẻ luôn, 1,6 triệu em bao ship tặng nhà E4. Là cây có mã số E5. Đó. Cúc cành điều gan chơi nha anh em. Rồi, tôi hoành đi em. E mấy, E4 hay E5? E5. Hoành là 29. Ồ, cây rất là mạnh, muốn kéo sẹo luôn nè anh em ơi. Chiều cao 1m. Cây mã số E5. Rồi, cây này giao lưu với anh em là 1 triệu thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn, E5. Tiếp theo cây mã số E6. Ồ, nhỏ nhưng cũng khá là đẹp nè. Nè, cây rất mạnh, đâm trời ào ào luôn anh em. Kéo sẹo, kéo trời luôn. Hoành là 21. Rồi. Dài là 31. Mấy? 31. Mã số E6. Rồi 600k thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn. Để cho mấy mình E6. Rồi tiếp theo cây mã số E7. Đó. Cây này cúc cành đẹp lắm nha anh em. Đó. Này về quất cái là anh em về lấy bo ghép á. Đó, đem vô đẹp lắm. Rồi đâu hoành đi em. Hoành là 27. 27. Chiều cao. Chiều cao 67 luôn. Rồi mã số. Mã số là E7. E7. Rồi cây này giao lưu với anh em là chỉ 900k luôn, 900k bao ship luôn. Không nào rẻ bằng luôn. 900. Rồi xác đó luôn đi. E8, quái thú luôn. Đó. Rồi, tôi hoành nha. Là 20. Chiều cao. Chiều cao 37. E8. Rồi cái này để cho anh em 1 triệu thôi anh em ơi, bao ship tặng nhà luôn, 1 triệu. Có đuôi rất quái luôn, ghép hai bo là lụm kêu anh em ơi. E9 cũng là cây cuối cùng luôn anh em ơi. Đó, hàng cũng khá to. Rồi, đủ hoành đi em. Hoành là 28. 28. Chiều cao 64. Rồi cái này để cho anh em rẻ anh em thôi. Là chỉ 600k mà bao ship luôn á, không nào rẻ bằng luôn anh em ơi. Rồi xin chào anh em luôn ha. Hẹn anh em sau.